Nhiều nhà sử học, kinh tế học tư sản đưa ra luận điểm rằng lịch sử nước Mỹ bắt đầu từ những phát kiến địa lý của những nhà thám hiểm châu Âu và sự khai phá của di dân châu Âu vào những năm đầu thế kỷ 16. Thực ra, nền văn hóa của Mỹ bắt đầu từ những cư dân bản địa là người da đỏ, mà sách vở thường gọi là người Anh điêng. Căn cứ vào kết quả nghiên cứu của các nhà sử học, thì người da đỏ vốn từ châu Á thiên di sang khoảng 25.000 năm. Họ vượt qua eo biển Bering và vùng Alaska, rồi từ đó tràn vào Bắc Mỹ. Cho đến ngày nay, khảo cổ học chưa phát hiện được một di chỉ nào thuộc thời đại đồ đá cũ. Bắt đầu từ thế kỷ 16, sau cuộc thám hiểm của Christopher Columbus, quá trình xâm thực của thực dân châu Âu bắt đầu. Vùng Bắc Mỹ khi đó được coi là vùng đất vô chủ, nên các nước châu Âu đều tìm cách xâm chiếm. Lần lượt các nước Tây Ban Nha, Pháp, Hà Lan, Thụy Điển đặt chân lên châu Mỹ và đến thế kỷ 17, họ đã chiếm được các vùng đất rộng lớn. Tuy vậy, công cuộc xâm thực của nước Anh là mạnh mẽ hơn cả. Cuộc đấu tranh gay gắt trong nước Anh trước cuộc cách mạng 1640 là nguyên nhân tạo nên một làn sóng di cư rộng lớn ra nước ngoài tìm đất sống. Họ ra đi vì cuộc sống kinh tế như nông dân và dân nghèo thành thị, có người ra đi vì tư tưởng bất đồng giữa tín đồ Thanh giáo và Anh giáo, cũng có trường hợp vì muốn tìm một cuộc sống mới, thỏa mãn niềm khao khát về một miền đất lạ. Cả những người trong tầng lớp tư sản, quý tộc chống đối cũng rời bỏ nước Anh đi khẩn thực. Cuộc khai khẩn thực dân của Anh phát triển mạnh mẽ vào đầu thế kỷ 17. Năm 1607, người Anh chính thức đặt chân lên vùng đất Virginia. Những cuộc di thực của Anh đối với Bắc Mỹ trở nên mạnh mẽ vào những năm 20 thế kỷ 18, khi chính sách tước đoạt ruộng đất ở Anh của giai cấp tư sản quý tộc lên tới đỉnh điểm. Đến năm 1752, Anh đã thành lập được 13 vùng thuộc địa. Năm 1754, trên đất thực dân Anh ở Bắc Mỹ đã có tới 1,3 triệu người. Tiếng Anh trở thành ngôn ngữ được phổ biến rộng rãi ở Bắc Mỹ. Tất cả những yếu tố trên làm cho cơ sở của Anh ở Bắc Mỹ mạnh hơn, có xu hướng phát triển thành một xã hội hoàn chỉnh. Vào thế kỷ 17-18, nước Anh coi Bắc Mỹ chỉ là vùng nông nghiệp phụ thuộc chính quốc. Đối tượng bóc lột của Anh ở đây là người da đỏ, nô lệ da đen và cả những người dân di thực da trắng. Nhiệm vụ hàng đầu của Bắc Mỹ là cung cấp các loại nguyên liệu và lương thực cho Anh. Ở các vùng phía Nam như Virginia, Maryland, Carolina chuyên trồng thuốc lá, trồng lúa và chăn nuôi. Những sản phẩm này làm ra để xuất khẩu và phục vụ chính quốc. Ở vùng phía Bắc New England, điều kiện khí hậu và đất đai không thuận lợi bằng miền Nam, người ta trồng ngô, lúa mì đen. Còn ở miền Trung thì trồng lúa mì. Việc canh tác nông nghiệp chủ yếu dựa vào sự bóc lột sức lao động của nô lệ và dân nghèo làm thuê. Quý tộc tư sản Anh sang Bắc Mỹ muốn duy trì những tàn dư chế độ phong kiến ở đất mới để trở thành đại địa chủ. Vua Anh phân phong những vùng đất mới cho quý tộc, có vùng rộng lớn tới hàng vạn km vuông. Việc tập trung ruộng đất trong tay quý tộc và lối bóc lột phong kiến cùng với sự bóc lột kiểu nông nô, nô lệ đã làm cho mâu thuẫn trong nông thôn Bắc Mỹ trở nên gay gắt. Những vùng đất trống ở phía Tây còn nhiều, nông dân tự động đi về phía Tây khai khẩn. Họ tạo thành phong trào của những người squatter, những người chiếm các vùng đất bỏ trống. Nhưng bọn đại địa chủ quý tộc tìm cách ngăn cản và phá hoại việc này. Năm 1763, vua Anh ra sắc lệnh cấm khẩn thực vùng đất đai rộng lớn bên kia dãy núi Allegheny và lưu vực sông Mississippi. Năm 1774, nhà vua ra lệnh cấm cư dân 13 bang thuộc địa không được di cư về phía Tây. Mâu thuẫn này trở nên gay gắt, sự xung đột giữa nông dân với chế độ phong kiến đã tạo điều kiện cho sự ra đời chủ nghĩa dân chủ cách mạng Mỹ. Các ngành công nghiệp của Bắc Mỹ phát triển nhằm đáp ứng những nhu cầu ngày càng tăng của thị trường nội địa và chính quốc. Ngành đóng thuyền phát triển đặc biệt thuận lợi. Ở đây có nhiều gỗ, ngoài phần khai thác trở về chính quốc cho công nghiệp, các ngành phục vụ hàng hải, vận chuyển đường sông cũng phát triển. Những ngành công nghiệp nặng khác như khai mỏ, luyện sắt thép đều tăng tiến. Những ngành công nghiệp dệt vải, dệt len, nghề thuộc da, đóng giày, nấu rượu cũng phát triển. Cùng với công nghiệp và nông nghiệp, thương nghiệp ở 13 bang thuộc địa rất phát triển, giá trị xuất khẩu không ngừng tăng. Họ còn buôn bán trực tiếp với các nước Tây Ban Nha, Pháp, Hà Lan, Tây Ấn. Công thương nghiệp thuộc địa không tránh khỏi mâu thuẫn với chính quốc. Sự cạnh tranh dẫn tới việc can thiệp của Anh nhằm hạn chế sự phát triển của thuộc địa. Khuynh hướng của các thuộc địa muốn tách khỏi sự ràng buộc phi lý với nền kinh tế Anh ngày càng rõ rệt. Nhiều đạo luật ban hành nhằm cấm phát triển công thương nghiệp Bắc Mỹ. Chính phủ Anh còn ngăn cấm Bắc Mỹ buôn bán với các nước khác, cũng như giữa các thuộc địa với nhau. Chính sách thuế khóa ngày càng gây khó khăn lớn cho sản xuất và buôn bán ở Bắc Mỹ. Sự chống đối lại chính quốc để phát triển là điều tất nhiên. Sự lớn mạnh về kinh tế và tiềm năng phát triển dồi dào về mọi mặt làm cho Bắc Mỹ ngày càng mâu thuẫn sâu sắc với chính quốc. Chế độ nô lệ và sự bóc lột lao động trở thành lực cản sự phát triển xã hội. Nhân dân đấu tranh đòi giải phóng, đòi tự do phát triển kinh tế và văn hóa.
tầng lớp tư sản, chủ đồn điền ở Bắc Mỹ trở thành lực lượng tham gia lãnh đạo cuộc chiến tranh giành độc lập. Vào tháng 5 năm 1756, cuộc chiến tranh giành giật đất đai ở Bắc Mỹ giữa Anh và Pháp bắt đầu, lịch sử gọi là chiến tranh 7 năm. Trong cuộc chiến tranh này, Anh nắm quyền bá chủ trên biển, huy động được tiềm năng quân sự trội hơn nên đã chiến thắng. Năm 1763, Pháp thất bại, phải ký hòa ước Paris ngày 10 tháng 2 năm 1763. Theo đó, Canada trở thành đất thuộc Anh. Vì mối liên quan ủng hộ Pháp trong cuộc chiến tranh này, Tây Ban Nha cũng phải mất cho Anh vùng Florida. Sau khi lũng đoạn được vùng Bắc Mỹ, Anh tăng cường chế độ cai trị chuyên chế. Các cuộc đấu tranh của nhân dân bắt đầu nổ ra, khẩu hiệu tự do và tư hữu, thống nhất hoàn toàn hay là chết, trở thành ngọn cờ tập hợp lực lượng. Những hội kín ra đời liên kết lực lượng và thống nhất tư tưởng. Tổ chức có tính chất tiến bộ lúc bấy giờ là Hội Những Người Con của Tự Do, Sons of Liberty. Nhiệm vụ của hội là đấu tranh chống ách áp bức của nhà vua và quốc hội Anh, phản ánh yêu cầu thống nhất của quần chúng nhân dân trong cuộc đấu tranh. Chính vì vậy, thành phần tham gia tổ chức khá rộng rãi, giai cấp tư sản, tiểu tư sản, công nhân, thợ thủ công, người đánh cá, trí thức đều gia nhập hội. Những nhà tư sản, địa chủ có quyền lợi kinh tế mâu thuẫn với chính quốc đã hình thành tư tưởng đối lập chính quyền Anh. Đại diện cho tầng lớp này là Washington. Bản thân ông là một chủ đồn điền giàu có ở Virginia. Từ năm 1767, các loại thuế chè, rượu, hoa quả ngày càng cao. Việc kiểm soát tàu buôn ngặt nghèo và việc tăng cường quân đồn trú khống chế thuộc địa một cách gắt gao đã đẩy nhanh quá trình cách mạng hóa quần chúng thuộc địa. Sự kiện chè Boston bùng lên thành ngọn lửa trực tiếp của cuộc chiến tranh giành độc lập Bắc Mỹ, mà thực chất là cuộc cách mạng tư sản dân chủ, một cuộc cách mạng mang tính chất đấu tranh cho tự do. Tháng 12 năm 1773, khi ba chiếc tàu chở chè neo tại bến Boston, thực dân Anh giữ hàng nhưng bị nhân dân chống lại. Đêm 16 tháng 12 năm 1773, một nhóm người ngụy trang làm dân da đỏ dưới sự lãnh đạo của Samuel Adams đã leo lên tàu lấy 343 thùng chè ném xuống biển. Số chè trị giá 100.000 bảng Anh. Nhân dân Bắc Mỹ coi đó là hành động chiến thắng. Còn Anh thì nổi giận, ra hàng loạt sắc luật nhằm trừng phạt Bắc Mỹ và đòi nhân dân Boston phải bồi thường. Mùa xuân năm 1774, cảng Boston buộc phải đóng cửa. Việc buôn bán ngưng trệ, các nhà máy không hoạt động, hàng ngàn công nhân bị thất nghiệp. Thực dân Anh cho thống đốc bang Massachusetts quyền tự do hành động. Việc Boston, thủ phủ của bang Massachusetts nằm trong tình trạng bị đe dọa khủng bố, đã dấy lên một cao trào chuẩn bị lực lượng sẵn sàng đối phó với những tình huống có thể xảy ra. Chiến tranh hầu như khó có thể tránh được. Nước Anh cho tướng Geyser sang làm thống đốc bang Massachusetts kiêm tổng tư lệnh quân đội Anh ở Bắc Mỹ. Không khí cách mạng sục sôi, ngay cả những người có khuynh hướng ôn hòa như Washington cũng ngả theo cách mạng. Những người lãnh đạo phong trào cách mạng ở các bang thấy cần có một hội nghị để biểu lộ ý chí chung. Hội nghị lục địa lần thứ nhất được triệu tập trong tình trạng đó. Hội nghị họp từ ngày 5 tháng 9 đến 26 tháng 10 năm 1774, gồm 56 đại biểu của 12 bang, trừ bang Georgia. Những đại biểu đều thuộc thành phần tư sản, địa chủ và trại chủ giàu có. Đại hội đã ra bản tuyên ngôn về quyền hạn và khiếu nại, đòi quyền đánh thuế do thuộc địa quyết định, đòi xóa bỏ những luật cấm vô lý của vua Anh và quốc hội Anh đối với thuộc địa. Để biểu lộ sự quyết tâm, đại biểu các bang nhất trí hành động tẩy chay hàng hóa Anh trong tất cả các bang. Hội nghị lục địa lần thứ nhất như một biểu tượng độc lập và thống nhất của các thuộc địa trong cuộc đấu tranh vì một mục đích chung. Quốc hội Anh không đáp ứng một yêu cầu nào của hội nghị. Họ cho rằng quyền làm luật cho thuộc địa là quyền của chính quốc. Chính phủ Anh tiếp tục ban hành những đạo luật mới như cấm các thuộc địa Bắc Mỹ buôn bán trực tiếp với các nước khác, cấm ngư dân đánh cá ở ven biển. Thái độ đó làm cho mâu thuẫn thêm gay gắt. Chiến tranh ngày càng tới gần. Cuối năm 1774, cả hai bên đều đẩy mạnh công việc chuẩn bị chiến tranh. Nhân dân ở các bang Bắc Mỹ hăng hái chuẩn bị vũ trang, chiêu mộ quân đội, xây dựng các kho vũ khí. Ngày 19 tháng 4 năm 1775, quân Anh tiến đánh chiếm kho vũ khí của nhân dân ở Concord đã bị giết hơn 200 tên. Cuộc xung đột kích thích nhân dân toàn New England, Boston đứng dậy chống lại quân Anh. Ngay khi chiến tranh bùng nổ, sự phân hóa trong cư dân xảy ra một cách mạnh mẽ. Đối diện với lực lượng cách mạng là phái bảo hoàng Tory. Họ gồm thống đốc các bang, quan tòa, những nhân viên chính quyền thuộc địa, địa chủ, tư sản có quan hệ với các công ty chính quốc, những tăng lữ giáo hội Anh. Nói chung, đó là bộ phận có quan hệ về quyền lợi với chính quốc. Hội nghị lục địa lần thứ hai họp ngày 10 tháng 5 năm 1775 nhằm mục đích giải quyết những vấn đề cụ thể của chiến tranh. Hội nghị quyết định thành lập quân đội lục địa, bổ nhiệm Washington, sĩ quan người Virginia làm chỉ huy. Hội nghị kêu gọi nhân dân tự nguyện tham gia đóng góp xây dựng quân đội. Chính quyền Anh quyết tâm đàn áp thuộc địa, tăng cường quân đội.
họ tuyên bố dùng chính sách vũ lực phong tỏa lục địa thông qua ngân sách chiến tranh. Quân số tăng lên 55.000 được đưa ngay sang Bắc Mỹ. Tuy nhiên, quân lính Anh không tình nguyện sang đánh nhau ở Bắc Mỹ, nên vua Anh buộc phải dùng những người lính Hesse đánh thuê. Nhân dân Bắc Mỹ căm ghét lính Hesse và mối mâu thuẫn với quân Hesse càng gay gắt. Yếu tố tâm lý đó càng làm nhân dân thuộc địa căm ghét vua Anh. Những người Bắc Mỹ đã ý thức được nền độc lập khẩn thiết của mình. Hội nghị lục địa lần thứ hai đi đến quyết nghị xác định quyền độc lập, tự do của Bắc Mỹ. Ngày 4 tháng 7 năm 1776, hội nghị đã long trọng công bố tuyên ngôn độc lập. Nội dung cơ bản của tuyên ngôn là lời tuyên bố các quyền tự do, dân chủ, tư sản và khẳng định nền độc lập của các bang ở Bắc Mỹ. Bản tuyên ngôn nêu rõ, tất cả mọi người sinh ra đều có quyền bình đẳng. Tạo hóa đã ban cho họ những quyền không thể tước bỏ. Trong những quyền ấy có quyền sống, quyền tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc. Tuyên ngôn khẳng định chỉ nhân dân mới có quyền thiết lập chính quyền và hủy bỏ chính quyền khi nó đi ngược quyền lợi của quần chúng. Bản tuyên ngôn lên án vua Anh và long trọng tuyên bố quyền độc lập của quốc gia. Tuyên ngôn là một văn kiện có tính chất dân chủ tự do, thấm nhuần tinh thần tiến bộ thời đại. Nó nêu cao nguyên tắc chủ quyền của nhân dân khi giai cấp tư sản bắt đầu thực hiện nhiệm vụ phát triển xã hội. Tuy nhiên, tuyên ngôn cũng không tránh khỏi tính hạn chế như không có điều khoản thủ tiêu chế độ nô lệ, không nghiêm cấm việc buôn bán nô lệ vì các chủ nô bang Nam Carolina, Georgia và thương gia buôn bán nô lệ ở miền Bắc phản đối. Mặc dù vậy, bản tuyên ngôn độc lập của Hợp Trung Quốc Hoa Kỳ ra đời là một tiến bộ lớn lao, ghi nhận những mong muốn dân chủ của quần chúng. Ngày 7 tháng 10 năm 1776, hội nghị thông qua các điều khoản của liên bang. Đây chưa phải là hiến pháp nhưng nó nêu lên tính tự trị của các bang trong cộng đồng chính phủ chung. Đó là cái nền chung cho việc xây dựng mối quan hệ khu vực và trung ương trong 13 bang thuộc địa cũ. Vấn đề bức thiết lúc bấy giờ là chiến tranh và chiến thắng. Cuộc đấu tranh của nhân dân Mỹ gặp rất nhiều bất lợi, quân đội trang bị thô sơ, thiếu lực lượng hải quân, người chỉ huy chưa được đào tạo. Tuy nhiên, đứng về phía nước Mỹ là cuộc chiến tranh chính nghĩa được nhân dân ủng hộ lại tiến hành trên đất Mỹ. Nó huy động mọi tầng lớp nhân dân, có đến hàng ngàn nô lệ da đen tham gia chiến tranh và đã chiến đấu rất anh dũng. Cuộc chiến đấu ở bang New York đã có hàng ngàn người da đen hy sinh. Quân khởi nghĩa đã sử dụng chiến thuật chiến tranh du kích. Tuy vậy, nghĩa quân lúc này số lượng quá ít, trang bị lại quá nghèo nàn, nên đến mùa đông năm 1776, quân chủ lực nghĩa quân trong tay Washington chỉ còn không quá 3.000 người. Mùa xuân năm 1777, Washington bị thất bại ở Germantown. Quân Anh định mở cuộc tấn công lớn bao vây quét sạch nghĩa quân của Washington, nhưng bị nghĩa quân đánh tan ngày 17 tháng 10 năm 1777. Anh bị thất bại lớn ở Saratoga, tướng Anh là Burgoyne phải đầu hàng. Chiến thắng Saratoga có ý nghĩa như một bước ngoặt của lịch sử chiến tranh giành độc lập ở Bắc Mỹ. Đối với lực lượng nghĩa quân, đây là lời tuyên bố khả năng lớn mạnh và chiến thắng. Trên mặt trận ngoại giao, Pháp lợi dụng thời cơ nhảy vào cuộc chiến để trả thù Anh đã cướp mất Canada. Những chuyến tàu chở vũ khí và cung cấp đạn dược đã lên đường sang Bắc Mỹ. Ngày 6 tháng 2 năm 1778, Hiệp định Liên minh giữa Hoa Kỳ và Pháp được ký kết và tuyên bố chỉ ký hòa ước với Anh khi Anh thừa nhận nền độc lập của 13 bang thuộc địa. Liên minh chống Anh được nhiều nước châu Âu tham gia. Tây Ban Nha, Hà Lan cũng lần lượt bắt tay với Hoa Kỳ vào các năm 1779 và 1781. Nước Anh bị cô lập, không còn đủ khả năng khống chế trên biển. Pháp đã nhân thời cơ đưa hạm đội hải quân và quân đội tình nguyện giải phóng dưới quyền chỉ huy của tướng Rochambeau sang chiến đấu cùng nhân dân Bắc Mỹ. Những năm đầu sau trận Saratoga, tình hình chiến sự vẫn chưa có gì đổi thay lớn. Quân Anh còn mạnh, đủ sức chống đỡ trên biển và đất liền. Năm 1781, Washington quyết định dùng tổng lực của hải quân, bộ binh, pháo binh đánh trận tấn công quyết định ở Yorktown. 8.000 quân Anh của tướng Cornwallis đồn trú trên bờ sông York đã bị hạm đội của quân Pháp chặn đường rút và bị quân của Washington và Rochambeau bao vây. Không thể kháng cự và hết đường tháo chạy, Cornwallis phải đầu hàng ngày 19 tháng 10 năm 1781. Chiến thắng Yorktown đã đánh tan hy vọng cuối cùng của thực dân Anh, đồng thời cổ vũ nghĩa quân và nhân dân Bắc Mỹ một cách mạnh mẽ. Phong trào phản chiến trong quần chúng nhân dân ở chính quốc cũng phát triển mạnh. Chiến tranh còn kéo dài thêm một thời gian nữa, nhưng nhìn chung kết cục đã khá rõ. Thủ tướng Anh mới lên là Rockingham đã chấp nhận đàm phán với Bắc Mỹ. Hội nghị được tiến hành bí mật vì Bắc Mỹ không muốn công khai vi phạm lời cam kết với Pháp là không ký một thỏa ước với kẻ thù chung nếu không có sự thỏa thuận của đồng minh. Thực ra, Bắc Mỹ cũng nghi ngờ Pháp, cho rằng họ ngăn trở việc mở rộng phạm vi sang miền châu thổ sông Mississippi và ưu đãi quyền lợi cho Tây Ban Nha, ảnh hưởng đến Bắc Mỹ. Hiệp ước Versailles đã ký ngày 3 tháng 9 năm 1783.
Theo điều khoản của Hiệp ước, nước Anh thừa nhận nền độc lập của các thuộc địa ở Bắc Mỹ, giao cho Hoa Kỳ cả miền Tây Mississippi rộng lớn. Anh trả cho Tây Ban Nha Florida. Hiệp ước Versailles đánh dấu thắng lợi của cuộc đấu tranh giành độc lập tự do của nhân dân Bắc Mỹ. Nó tuyên bố sự thắng lợi của một cuộc cách mạng mở đường cho phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa phát triển. Một quốc gia mới ở Bắc Mỹ ra đời, đó là Hợp Trung Quốc Hoa Kỳ, United States America, mà ta thường gọi là nước Mỹ. Sau cuộc cách mạng tư sản giành thắng lợi, nước Mỹ nửa công nghiệp, nửa nông nghiệp ra đời. Miền Đông Bắc nước Mỹ chủ yếu là vùng công nghiệp tư bản phát triển, miền Nam là vùng nông nghiệp đồn điền nô lệ, phía Tây dãy núi Allegheny là vùng đất bao la, khoảng trời rộng lớn của dân di cư. Bằng con đường mua lại đất của Pháp, Tây Ban Nha, dồn đuổi thổ dân da đỏ, nước Mỹ đã bành trướng, lập thêm 14 bang mới. Đến giữa thế kỷ 19, Mỹ đã có 30 bang, diện tích rộng 7,4 triệu km². Dân số Mỹ ngày càng đông, nguồn di dân từ châu Âu sang ngày càng nhiều. Họ ra đi vì sự bất đồng chính trị, vì nguồn sinh kế, cũng có nơi vì nạn đói như Ireland. Cùng với công cuộc bành trướng đất đai về phía Tây, giới tư bản Mỹ tham vọng mở rộng sức ảnh hưởng của mình ở khu vực Mỹ, Latin và châu Á. Họ đã tiến hành cuộc chiến tranh Mexico năm 1846 đến 1848, tham gia chia phần trong hai cuộc chiến tranh thúc Việt ở Trung Quốc và phái chiến hạm đến uy hiếp buộc Nhật Bản phải mở cửa năm 1853. Từ sau cuộc chiến tranh giành độc lập, Hiến pháp Mỹ mặc nhiên công nhận sự tồn tại của chế độ nô lệ. Đó chính là sự thỏa hiệp giữa chủ nô ở miền Nam và giới tư bản miền Bắc. Nhưng công nghiệp ngày càng phát triển, sự thắng thế của chủ nghĩa tư bản công nghiệp đã dần mâu thuẫn với chế độ đồn điền nô lệ. Quyền lợi giữa hai tập đoàn này không thể điều hòa được nữa. Chế độ nô lệ bị các nhà tư bản công nghiệp miền Bắc coi là vật cản trở kinh tế phát triển, bởi lao động nô lệ không được tự do khiến cho họ không thể tham gia sản xuất công nghiệp trong các nhà xưởng. Ngoài ra, việc dồi dào nhân công nô lệ giá rẻ khiến các bang miền Nam không chịu mua các sản phẩm máy móc từ các nhà tư bản công nghiệp ở miền Bắc. Ngược lại, các chủ trang trại miền Nam kiên quyết đòi duy trì chế độ nô lệ, bởi nếu không có nô lệ thì các trang trại của họ sẽ không còn nhân công lao động. Vào những năm 1850, khi nước Mỹ bành trướng lãnh thổ sang miền Tây rộng lớn, cả hai miền đều coi miền Tây như vùng dự trữ của mình, nhưng họ muốn phát triển vùng này theo hai hướng khác nhau, công nghiệp tư bản hoặc chế độ nô lệ đồn điền. Điều này càng đẩy mâu thuẫn giữa hai miền lên cao. Ngoài ra, sự mâu thuẫn giữa Đảng Cộng Hòa chiếm đa số ở miền Bắc và Đảng Dân Chủ chiếm đa số ở miền Nam là một nguyên nhân khác dẫn tới cuộc nội chiến. Abraham Lincoln xuất thân từ một trại chủ nghèo ở Indiana. Thuở nhỏ ông phải lao động vất vả, nhưng nhờ có trí thông minh và lòng dũng cảm, ông đã trở thành lãnh tụ của xu hướng mới. Năm 1848, Lincoln được bầu vào Quốc hội. Đến năm 1860, ông được Đảng Cộng Hòa đưa ra tranh cử Tổng thống và đã giành chiến thắng. Sự thắng lợi của Đảng Cộng Hòa với chủ trương bãi bỏ chế độ nô lệ làm cho chủ nô và các bang miền Nam bất bình. Ngày 20 tháng 12 năm 1860, bang Carolina Nam tuyên bố tách ra khỏi liên bang. Sau đó, tháng 2 năm 1861, 6 bang theo chế độ nô lệ ở miền Nam cũng tuyên bố ly khai. Những bang ly khai đã mở đại hội ở Montgomery, quyết định thành lập chính phủ riêng và bầu đại tá Jefferson Davis, chủ nô ở miền Nam bang Mississippi làm tổng thống. Về sau có thêm 4 bang nữa gia nhập hiệp bang, thủ đô đặt ở Richmond thuộc bang Virginia. Chính phủ hiệp bang ra lệnh lập một đạo quân 100.000 người để chống lại chính phủ trung ương. Như vậy, lúc này nước Mỹ có 2 tổng thống, 2 chính phủ, 2 quốc hội và 2 hệ thống quân đội đối lập. Chính phủ hiệp bang miền Nam ra tuyên bố thừa nhận quyền chiếm hữu nô lệ và coi nô lệ là tình trạng tự nhiên của người da đen. Cuộc chiến tranh bắt đầu và được gọi là chiến tranh ly khai. Ngày 12 tháng 4 năm 1861, chiến tranh nổ ra ở Carolina Nam, rồi diễn ra ác liệt ở trên biển, dọc sông Mississippi, trên đất các tiểu bang miền Nam dọc Đại Tây Dương. Những tàu chiến của phe liên bang miền Bắc phong tỏa các hải cảng phía Nam, không cho tàu Anh và tàu các bang miền Nam ra vào. Nhưng ban đầu, lực lượng quân sự của hiệp bang miền Nam đã giành được ưu thế. Với những tàu có tốc độ cao hơn mưu của Anh, các tàu chiến của hiệp bang đã đánh đắm khá nhiều tàu chiến của phe liên bang miền Bắc. Ở mặt trận trên biển, phe liên bang bị thiệt hại nặng, nhưng ở trận tuyến dọc sông Mississippi lại giành được thắng lợi nhờ tài chỉ huy của tướng Grant. Quân liên bang đã chiếm được New Orleans năm 1862 và thành phố Vicksburg năm 1863. Hai bang Texas và Arkansas bị cô lập. Nhờ chiếm được lưu vực sông Mississippi, quân miền Bắc đã bao vây quân chủ lực của hiệp bang ở phía đông. Phía bờ biển Đông, chiến tranh đã diễn ra có phần bất lợi cho trại chủ và tư sản liên bang. Nguyên nhân thất bại ban đầu chủ yếu là do Lincoln và phe của ông không dứt khoát sử dụng những biện pháp quyết liệt.
tư sản công thương miền Bắc muốn tiến đến một giải pháp ôn hòa hơn. Nhưng quá trình phát triển của chiến tranh và xu thế đòi hỏi của quần chúng buộc giai cấp tư sản phe liên bang phải chấp nhận biện pháp quyết liệt. Đầu tháng 7 năm 1863, sau trận Gettysburg, phe liên bang giành được thắng lợi. Tình thế quân sự đã hoàn toàn có lợi cho miền Bắc. Năm 1864, Lincoln tái cử tổng thống, tướng Grant được bổ nhiệm làm tổng tư lệnh quân đội. Cuộc đấu tranh liên tiếp giành được thắng lợi và vào mùa xuân 1865, cuộc tấn công thủ phủ Richmond đã diễn ra quyết liệt. Tướng Sherman tấn công chiếm Georgia, đánh lên Savannah dọc bờ biển Đông Nam, cùng phối hợp với cánh quân chủ lực của tổng tư lệnh Grant tấn công Richmond. Ngày 3 tháng 4 năm 1865, quân đội liên bang chiếm Richmond, thủ phủ của hiệp bang bị mất. Một tuần sau, tướng Lee, tổng chỉ huy quân đội các bang miền Nam cùng với 280.000 quân đầu hàng. Cuộc nội chiến kết thúc với thắng lợi thuộc về phe liên bang miền Bắc. Trong cuộc nội chiến đẫm máu này, cả hai phe đã thiệt hại chừng 600.000 binh sĩ và số thương vong dân sự không xác định. Sử gia John Huddleston ước tính số người chết chiếm 10% nam giới miền Bắc từ 20 đến 45 tuổi và 30% đàn ông da trắng miền Nam trong độ tuổi từ 18 đến 40, chế độ nô lệ được tuyên bố hủy bỏ. Abraham Lincoln ký sắc lệnh giải phóng nô lệ. Năm 1862, ông ký lệnh cấp đất ở miền Tây cho dân di cư, mỗi người được 160 mẫu Anh, được canh tác trong 5 năm đầu không phải nộp thuế. Nhờ vậy, số đông người di cư, kể cả người da đen mới được giải phóng có đất để sinh sống. Nhưng cuộc đấu tranh giữa các phe phái tư sản và chủ nô vẫn còn diễn ra vô cùng quyết liệt. Chính trong lễ mừng chiến thắng ngày 14 tháng 4 năm 1865, Tổng thống Lincoln bị ám sát. Sau thắng lợi của phe liên bang trong cuộc nội chiến, tình hình nước Mỹ trở nên khá phức tạp. Andrew Johnson thay Lincoln làm tổng thống. Ông là người thuộc phái ôn hòa, không muốn thi hành những biện pháp dân chủ triệt để. Nhưng việc giải phóng nô lệ đã trở thành hiện thực. Tổng thống Lincoln từ ngày 1 tháng 1 năm 1863 đã tuyên bố xóa bỏ vĩnh viễn chế độ nô lệ. Những người da đen bắt đầu được tham gia cơ quan lập pháp, hành chính. Ở miền Nam, một vài nơi họ đã chiếm đồn điền, được chia dựng đất. Trước đòi hỏi của phong trào quần chúng, năm 1868, Quốc hội thông qua việc sửa đổi Điều 14 của Hiến pháp, quy định quyền bầu cử của người da đen, nhưng vẫn trừ người da đỏ. Đến năm 1870 thì thừa nhận quyền bầu cử của tất cả nam giới không kể màu da, phụ nữ vẫn không có quyền bầu cử. Tuy vậy, trong cuộc sống bình thường, sự kỳ thị chủng tộc vẫn chế ngự đời sống xã hội ở nhiều nơi trên đất Mỹ tiến bộ. Cuộc nội chiến Hoa Kỳ về bản chất là một cuộc cách mạng giải phóng xã hội tiếp theo sau cuộc chiến tranh giành độc lập. Nhiệm vụ hàng đầu của cuộc chiến này là xóa đi một phương thức sản xuất ngáng trở sự phát triển của xã hội, cụ thể là xóa bỏ chế độ nô lệ. Sự giải phóng nô lệ đã đặt ra yêu cầu về ruộng đất. Những người nô lệ vừa được giải phóng được chia đất ở miền Tây. Đạo luật về phân cấp đất cho người di cư năm 1862 là giải pháp dân chủ và tiến bộ của Hoa Kỳ. Sau cuộc nội chiến, con đường phát triển tư bản kiểu Mỹ trong nông nghiệp được mở rộng, tạo cơ sở cho sự phát triển công nghiệp. Nhờ vậy, cuối thế kỷ 19, nước Mỹ bắt đầu tiến hành cuộc cách mạng công nghiệp và nhanh chóng vươn lên vị trí hàng đầu của các nước tư bản trên thế giới. Cuộc nội chiến từ năm 1861 đến năm 1865 đã mở đường cho chủ nghĩa tư bản ở Mỹ tiếp tục phát triển. Trong 30 năm cuối thế kỷ 19, Mỹ từ một nước có nền kinh tế phụ thuộc châu Âu nhanh chóng trở thành quốc gia công, nông nghiệp đứng hàng đầu thế giới. Quyền thống trị ở trong tay giai cấp tư sản thông qua hai chính đảng luân phiên cầm quyền là Đảng Cộng Hòa và Đảng Dân Chủ. Trong thời kỳ cuối thế kỷ 18, nửa đầu thế kỷ 19, hướng thôn tính chủ yếu của giai cấp tư sản Mỹ là những vùng đất đai bỏ trống ở miền Tây và một vài khu vực láng giềng. Tuy vậy, tham vọng của Mỹ không dừng lại ở đó. Năm 1882, Mỹ dùng vũ lực uy hiếp Triều Tiên, giành được một hiệp ước bất bình đẳng, cho phép Mỹ vào buôn bán ở ba cửa biển, đặt đại diện ngoại giao, kiều dân Mỹ có quyền lãnh sự tài phán. Cũng trong những năm này, Mỹ xâm lược quần đảo Samoa và giành được hòa ước 1878, biến Pago Pago thành một căn cứ quân sự. Nhưng Mỹ vấp phải sự kình địch của Anh và Đức là những kẻ đều muốn đặt quyền thống trị ở đây. Cuộc điều đình năm 1889 đặt Samoa dưới sự bảo hộ chung của cả ba nước Anh, Mỹ và Đức. Đồng thời, những hoạt động xâm chiếm quần đảo Hawaii được đẩy mạnh. Dưới con mắt nhà buôn thì đây là thị trường nguyên liệu quan trọng cho kỹ nghệ làm đường. Còn đối với giới chính khách và quân sự thì đó lại là một cái cầu dẫn tới miền Đông châu Á. Năm 1875, Mỹ ép Hawaii ký hiệp ước thương mại,
biến nó thành một thuộc địa kinh tế. Cuối những năm 80, những kiều dân Mỹ ở Hawaii với sự hỗ trợ của các hạm đội và đại bác đã làm một cuộc cách mạng lật đổ vương triều tự chủ Hawaii. Năm 1893, quần đảo bị đặt dưới sự bảo hộ của Mỹ. Ở khu vực Mỹ Latin, Hoa Kỳ đã giành được một số quyền lợi ở Mexico và các nước Trung Mỹ. Dưới chiêu bài học thuyết Monroe, năm 1889, Hoa Kỳ triệu tập hội nghị toàn châu Mỹ, đề ra chủ nghĩa liên Mỹ, đặt các nước Mỹ Latin dưới ảnh hưởng của mình. Năm 1898, Mỹ gây chiến với Tây Ban Nha. Cuộc chiến tranh được tiến hành ở cả hai vùng biển Caribe và Thái Bình Dương. Chỉ sau 3 tháng, Tây Ban Nha thua. Hòa ước Paris tháng 12 năm 1898 cho phép Mỹ được chiếm Philippines, các đảo Puerto Rico và Guam. Tây Ban Nha cam kết không dòm ngó đến Cuba và thừa nhận nơi đó dưới quyền bảo hộ của Mỹ. Tây Ban Nha được nhận món tiền bồi thường là 20 triệu đô la. Cuộc chiến tranh Mỹ-Tây Ban Nha là cuộc chiến tranh đế quốc chủ nghĩa đầu tiên nhằm chia lại thế giới. Cùng thời gian đó, Mỹ hoàn thành việc thôn tính Hawaii, sắp nhập thành một bộ phận của nước Mỹ. Việc thống trị chung giữa Anh, Đức và Mỹ trên quần đảo Samoa chấm dứt. Mỹ được chiếm hoàn toàn phần phía đông Samoa, thủ phủ là Pago Pago, một vị trí chiến lược quan trọng. Để xác lập quyền thống trị ở Mỹ Latin, năm 1904, Tổng thống Mỹ Theodore Roosevelt đưa ra trước Quốc hội chính sách cái gậy lớn, đứng ra can thiệp vào nội bộ các nước hoặc các vụ tranh chấp giữa các nước châu Âu với khu vực này. Điều này kết hợp với chính sách ngoại giao đô la, Mỹ đã nắm được về chính trị và kinh tế một số nước Mỹ Latin, Santo Domingo, Mexico, Nicaragua, xác lập quyền khống chế Tây Bán Cầu. Sang đầu thế kỷ 20, sự phát triển không đều về kinh tế và chính trị của chủ nghĩa tư bản đã làm thay đổi sâu sắc tương quan lực lượng giữa các nước đế quốc tư bản trên thế giới. Bên cạnh các đế quốc già như Anh, Pháp, Nga với hệ thống thuộc địa rộng lớn, là các đế quốc trẻ Mỹ, Đức, Nhật đang vươn lên mạnh mẽ về kinh tế, nhưng lại có quá ít thuộc địa. Mâu thuẫn giữa các nước đế quốc về vấn đề thuộc địa ngày càng trở nên gay gắt. Do có cùng mục tiêu tranh giành thuộc địa với Anh, Pháp, nước Đức đã cùng Áo Hung, Italia thành lập phe liên minh vào năm 1882 để chuẩn bị chiến tranh chia lại thế giới. Đứng trước tình hình đó, Anh, Pháp, Nga tuy có tranh chấp về thuộc địa nhưng buộc phải nhân nhượng lẫn nhau, ký những bản hiệp ước tay đôi hình thành phe hiệp ước. Từ đó, ở châu Âu đã hình thành hai khối quân sự đối đầu nhau, hai bên ra sức chạy đua vũ trang. Một cuộc chiến tranh đế quốc nhằm phân chia lại thuộc địa trên thế giới là không thể tránh khỏi. Ngày 28 tháng 6 năm 1914, Thái tử Áo Hung bị một người Serbi ám sát tại Bunia. Sự kiện đó là cái cớ để các bên chính thức khai chiến sau một thời gian dài chạy đua vũ trang. Chiến tranh đế quốc bùng nổ và nhanh chóng lan rộng thành chiến tranh thế giới. Trong giai đoạn đầu của cuộc chiến, khi hai phe đang giằng co ở châu Âu, nước Mỹ giữ thái độ trung lập. Thực ra, Mỹ muốn lợi dụng chiến tranh để bán vũ khí cho cả hai phe và khi cuộc chiến kết thúc, dù thắng hay bại, các nước tham chiến đều bị suy yếu, còn Mỹ sẽ khẳng định ưu thế của mình. Nhưng đến năm 1917, nhận thấy nếu Đức thắng lợi thì các quyền lợi của Hoa Kỳ ở châu Âu sẽ bị đe dọa, nước này quyết định tham chiến cùng Anh và Pháp. Lúc này, đế quốc Nga đã sụp đổ, còn Anh thì thiệt hại rất nhiều do cuộc chiến tranh tàu ngầm, chiến sự đảo chiều có lợi cho phe Đức. Điều này càng khiến cho Hoa Kỳ lo lắng. Tháng 4 năm 1917, Mỹ chính thức tuyên chiến với Đức với lý do chiến tranh tàu ngầm của Đức là vô nhân đạo, đã tấn công vào các tàu buôn của Mỹ. Ngoài ra, sự kiện bức điện Zimmerman như giọt nước tràn ly làm cho dư luận Hoa Kỳ hết kiên nhẫn, họ đòi chính phủ tham chiến chống Đức. Tháng 11 năm 1917, nước Nga Xô Viết đã tiến hành cuộc cách mạng xã hội chủ nghĩa và rút ra khỏi cuộc chiến tranh. Việc này khiến cho mặt trận phía đông châu Âu đã kết thúc hoàn toàn và cho phép Đức có thể rảnh tay rút về một lực lượng lớn gồm 1 triệu quân để chi viện cho mặt trận phía Tây. Đầu năm 1918, lợi dụng khi quân Mỹ chưa sang đến châu Âu, quân Đức mở liên tiếp 4 đợt tấn công với quy mô lớn trên mặt trận Pháp. Chính phủ Pháp chuẩn bị rời khỏi Paris. Tháng 7 năm 1918, 65 vạn quân Mỹ đổ bộ vào châu Âu cùng nhiều vũ khí đạn dược. Mỹ trực tiếp tham chiến khi cả hai phe đã bị thiệt hại quá nhiều, hết sức mỏi mệt, nên trở thành nước đứng đầu phe Hiệp ước Hay Anh. Nhờ đó, quân Pháp và Anh quay lại phản công mạnh mẽ quân Đức trên tất cả các mặt trận. Từ cuối tháng 9 năm 1918, quân Đức liên tiếp thất bại, phải bỏ chạy khỏi lãnh thổ Pháp và Bỉ. Các nước đồng minh của Đức là Bulgaria, Thổ Nhĩ Kỳ, Áo Hung cũng bị tấn công liên tiếp, buộc phải đầu hàng. Ngày 11 tháng 11 năm 1918, Đức phải ký hiệp định đầu hàng không điều kiện. Chiến tranh kết thúc với sự thất bại hoàn toàn của phe liên minh. Chiến tranh kết thúc gây ra sự thay đổi rất lớn trong bản đồ chính trị châu Âu.
cuộc chiến dẫn đến sự sụp đổ của bốn đế quốc Nga, Đức, Áo, Hung, Ottoman, với các triều đình quân chủ hàng trăm năm bị suy đổ. Các nước châu Âu dù thắng trận hay thua trận đều bị tàn phá vô cùng nặng nề và trở thành con nợ của Mỹ. Riêng nước Mỹ được hưởng lợi trong chiến tranh nhờ bán vũ khí và không bị bom đạn tàn phá, thu nhập quốc dân tăng gấp đôi, vốn đầu tư ra nước ngoài tăng 4 lần. Tình hình kinh tế phát triển cao trong những năm sau đó đã làm cho nước Mỹ trở thành một nước giàu mạnh nhất và là trung tâm thương mại, công nghiệp, tài chính quốc tế. Trong quá trình chiến tranh, thắng lợi của cách mạng tháng 10 Nga và việc thành lập nhà nước Xô Viết đánh dấu bước chuyển lớn trong cục diện chính trị thế giới. Lập trường ủng hộ chủ nghĩa xã hội, chống chủ nghĩa thực dân và chủ nghĩa tư bản của Liên Xô khiến cho các nước phương Tây vô cùng lo sợ, đề phòng, làm nảy sinh những mối nghi ngờ lẫn nhau giữa các nước này và Liên Xô trong suốt cả thế kỷ 20. Mặt khác, sự căm phẫn do bị thua trận, bối cảnh kinh tế, xã hội bất ổn như tại Ý và Đức mở màn cho thế lực phát xít lên ngôi. Như vậy, châu Âu sau cuộc chiến đã có sự chia rẽ rõ rệt về mặt chính trị giữa các nước đi theo chủ nghĩa cộng sản, chủ nghĩa phát xít và tư bản phương Tây, tạo bệ phóng cho một cuộc thế chiến mới. Tháng 10 năm 1929, khủng hoảng kinh tế bùng nổ ở Mỹ, sau đó lan ra toàn bộ thế giới tư bản. Cuộc khủng hoảng chẳng những tàn phá nặng nề nền kinh tế các nước, mà còn gây ra những hậu quả nghiêm trọng về chính trị, xã hội. Hàng chục triệu công nhân thất nghiệp, nông dân mất ruộng đất, sống trong cảnh nghèo đói, túng quẫn. Nhiều cuộc đấu tranh, biểu tình, tuần hành của những người thất nghiệp diễn ra ở khắp các nước. Để cứu vãn tình thế, các nước tư bản buộc phải xem xét lại con đường phát triển của mình. Trong khi Anh, Pháp, Mỹ tiến hành những cải cách kinh tế xã hội để khắc phục hậu quả của cuộc khủng hoảng, thì Đức, Italia, Nhật Bản lại tìm lối thoát bằng cách thiết lập các chế độ độc tài phát xít. Với chủ trương bành trướng lãnh thổ, đi xâm chiếm các thuộc địa để tìm kiếm nguyên liệu và thị trường, cứu vãn tình trạng khủng hoảng trong nước. Quan hệ giữa các cường quốc ngày càng trở nên phức tạp dẫn đến sự hình thành hai khối quân sự đối lập, một bên là Anh, Pháp, Mỹ với một bên là Đức, Italia, Nhật Bản và cuộc chạy đua vũ trang giáo giết đã báo hiệu nguy cơ của một cuộc thế chiến mới. Tháng 9 năm 1939, sau khi xâm lược Áo và Tiệp Khắc, phát xít Đức nổ súng tấn công Ba Lan, mở màn cho cuộc chiến tranh thế giới thứ hai. Với ưu thế về quân sự của mình, Đức nhanh chóng chiếm đóng hầu hết châu Âu. Nước Pháp sụp đổ, nước Anh kiệt quệ. Sau khi đã chuẩn bị xong mọi điều kiện cần thiết, phát xít Đức tấn công Liên Xô ngày 22 tháng 6 năm 1941, chiếm đóng hầu hết miền đông nước này. Trong khi chiến tranh thế giới diễn ra ở châu Âu thì ở châu Á, Nhật Bản giáo giết chuẩn bị nhảy vào cuộc chiến và đã đánh chiếm được miền đông Trung Quốc và khu vực Đông Dương. Ngày 7 tháng 12 năm 1941, các máy bay trên tàu sân bay Nhật cất cánh oanh tạc dữ dội các tàu chiến và sân bay Mỹ ở Trân Châu Cảng. Tham gia trận tập kích này còn có 12 tàu ngầm Nhật. Cuộc tập kích bất ngờ và dữ dội của hạm đội Nhật đã gây cho hạm đội Mỹ những tổn thất nặng nề chưa từng có trong lịch sử. Trong số 8 tàu chủ lực, 5 chiếc bị đánh chìm tại chỗ, số còn lại bị hư hại nghiêm trọng. Hạm đội Mỹ còn bị thiệt hại 19 tàu chiến khác, 177 máy bay, hơn 3.000 binh lính và sĩ quan bị thiệt mạng. Thiệt hại của Nhật rất nhỏ, 29 máy bay, 1 tàu ngầm và 5 tàu ngầm nhỏ. Tổng thống Roosevelt và các nhà lãnh đạo quân đội Mỹ coi cuộc tập kích Trân Châu Cảng là một sự kiện nhục nhã nhất trong lịch sử. Mỹ tuyên chiến với Nhật Bản và sau đó là với Đức và Italia, chiến tranh lan rộng ra toàn thế giới. Từ cuối năm 1941 đến tháng 5 năm 1942 là giai đoạn thứ nhất của cuộc chiến tranh châu Á-Thái Bình Dương. Nhật Bản đã thắng lớn trong giai đoạn này. Anh Mỹ bị đánh bật ra khỏi Thái Bình Dương, mất hết các thuộc địa. Cho đến tháng 6 năm 1942, quân Nhật đã chiếm được một vùng rộng lớn bao gồm Thái Lan, Mã Lai, Singapore, Philippines, Miến Điện, Indonesia và nhiều đảo ở Thái Bình Dương. Quân phiệt Nhật thống trị khoảng 8 triệu km đất đai với 500 triệu dân. Hành động xâm lược của phe trục đã đẩy các quốc gia trên thế giới lại gần với nhau tạo thành một liên minh chống phát xít. Khối đồng minh chống phát xít được hình thành. Ngày 1 tháng 1 năm 1942, tại Washington, 26 quốc gia đứng đầu là 3 cường quốc Liên Xô, Mỹ, Anh đã ra một bản tuyên bố chung gọi là Tuyên ngôn Liên Hợp Quốc. Các nước tham gia tuyên ngôn cam kết cùng nhau tiến hành cuộc chiến đấu chống phát xít với toàn bộ lực lượng của mình. Ở mặt trận Xô Đức, cuộc phản công của Hồng quân Liên Xô từ tháng 11 năm 1942 đến tháng 6 năm 1944 đã quét sạch quân Đức ra khỏi lãnh thổ Xô Viết. Trong khi đó, Liên quân Anh Mỹ đánh bại Liên quân Đức Italia ở mặt trận Bắc Phi, sau đó đổ bộ đánh chiếm đảo Sicilia của nước Ý vào tháng 7 năm 1943. Cuộc tấn công vào Sicilia thành công, khiến chính quyền của Mussolini sụp đổ và chính phủ mới của Ý ký hiệp định đầu hàng với quân đồng minh.
Tuy nhiên, ngày 12 tháng 9 năm 1943, Mussolini được quân Đức cứu thoát để tổ chức lại lực lượng và lập lại chính phủ phát xít ở miền Bắc Italia. Hơn 30 sư đoàn Đức được điều sang phòng ngự tại Ý. Quân đồng minh bị quân Đức chặn đứng ở vùng núi nằm giữa Italia cho đến hết chiến tranh. Ở Thái Bình Dương, tháng 6 năm 1942 diễn ra một trận đánh lớn tại Midway giữa các hạm đội hải quân, không quân Mỹ và Nhật. Kết quả sau trận đánh, quân Nhật thất bại nặng nề, mất 4 tàu sân bay, 1 tàu tuần tiễu, một số lượng lớn máy bay và rất nhiều phi công hải quân được huấn luyện tốt nhất. Trận Midway do đó được xem là bước ngoặt của cuộc chiến tranh Thái Bình Dương. Từ tháng 8 năm 1942 đến tháng 1 năm 1943, quân đội Mỹ tấn công và đánh bại quân Nhật trong trận Guadalcanal. Sau đó, Mỹ chuyển sang phản công và lần lượt đánh chiếm các đảo ở Thái Bình Dương. Mùa hè năm 1944, trong khi Liên Xô liên tục phản công quân Đức ở mặt trận phía Đông, Mỹ, Anh và quân đồng minh mở mặt trận thứ hai ở Tây Âu bằng cuộc đổ bộ tại bờ biển Normandy, miền Bắc Pháp. Cuộc chiến giữa đôi bên diễn ra rất khốc liệt, quân Đức kháng cự mạnh mẽ nhưng cuối cùng cũng cạn kiệt lực lượng và phải rút khỏi Pháp, Bỉ, Hà Lan và Luxembourg. Trước khi kết thúc chiến tranh với Đức, hội nghị giữa nguyên thủ của ba nước Liên Xô, Mỹ, Anh được tổ chức tại Yalta tháng 2 năm 1945. Hội nghị đã phân chia khu vực chiếm đóng nước Đức và châu Âu, đề ra đường lối tổ chức lại thế giới sau chiến tranh. Từ tháng 1 năm 1945, Hồng quân Liên Xô bắt đầu tấn công nước Đức ở mặt trận phía Đông. Cuộc tấn công Đức ở mặt trận phía Tây của quân đồng minh cũng bắt đầu từ tháng 2. Hơn 1 triệu quân Đức kháng cự quyết liệt để phòng thủ Berlin nhưng thất bại. Quân đội Anh, Mỹ đã gặp Hồng quân Liên Xô bên bờ sông Elbe. Ngày 30 tháng 4, lá cờ đỏ búa liềm của Liên Xô được cắm trên nóc tòa nhà Quốc hội Đức. Hitler tự sát dưới hầm chỉ huy. Ngày 9 tháng 5 năm 1945, nước Đức ký hiệp ước đầu hàng không điều kiện, chiến tranh chấm dứt ở châu Âu. Ở mặt trận Thái Bình Dương, từ năm 1944, Liên quân Mỹ-Anh đã triển khai các cuộc tấn công đánh chiếm Miến Điện và quần đảo Philippines. Trung Quốc cũng mở các chiến dịch tiến công quân Nhật từ Tây sang Đông, đẩy Nhật vào thế lúng túng, tứ phương ngập địch. Lực lượng hải quân Mỹ dần dần tiến sát đến lãnh thổ Nhật Bản. Quân đồng minh lên kế hoạch chuẩn bị đổ bộ lên nước Nhật, nhưng sự phát triển bom nguyên tử đã làm thay đổi tình hình. Ngày 6 tháng 8 năm 1945, Mỹ ném quả bom nguyên tử đầu tiên xuống thành phố Hiroshima, làm 8 vạn người chết. Ngày 9 tháng 8, Mỹ ném tiếp quả bom nguyên tử thứ hai hủy diệt thành phố Nagasaki, giết hại 2 vạn người. Trong khi đó, theo cam kết với các nước đồng minh, quân đội Liên Xô sau khi kết thúc chiến tranh ở Đức đã tuyên chiến với Nhật ngày 8 tháng 8 và mở cuộc tấn công vào đạo quân Quan Đông gồm 70 vạn quân Nhật đang đóng ở Mãn Châu, đánh tan đạo quân này chỉ trong vòng 1 tuần. Ngày 15 tháng 8, Nhật Bản chấp nhận đầu hàng không điều kiện, chiến tranh thế giới thứ hai chấm dứt. Chiến tranh kết thúc đã dẫn tới những chuyển biến căn bản của tình hình quốc tế, làm thay đổi hoàn toàn tương quan lực lượng trên toàn thế giới. Một trật tự thế giới mới được hình thành với đặc trưng lớn là hai phe tư bản chủ nghĩa và xã hội chủ nghĩa, do hai siêu cường là Mỹ và Liên Xô đứng đầu. Các quốc gia trên thế giới trong những năm đầu sau chiến tranh dần bị phân hóa theo đặc trưng đó. Liên Hợp Quốc được ra đời như một công cụ để duy trì trật tự mới vừa được hình thành. Do những căng thẳng về địa chính trị và xung đột ý thức hệ, Liên Xô và Mỹ nhanh chóng chuyển sang thế đối đầu và đi tới một hình thái chiến tranh mới, chiến tranh lạnh. Với ảnh hưởng và sự giúp đỡ của Liên Xô, hàng loạt các nước Đông Âu đã trở thành các nước xã hội chủ nghĩa. Trong khi đó, Mỹ cũng thực hiện kế hoạch phục hưng các nước Tây Âu bằng những khoản viện trợ khổng lồ. Nền kinh tế Tây Âu nhanh chóng phục hồi và phát triển, tuy nhiên bị đặt dưới sự khống chế của Mỹ. Tháng 4 năm 1949, tại Washington, 12 nước Tây Âu và Bắc Mỹ trong đó có các nước lớn như Mỹ, Anh, Pháp đã ký kết và thành lập Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO. Trong bối cảnh đó, tháng 5 năm 1955, Liên Xô và các nước Đông Âu ký kết và thành lập Tổ chức Hiệp ước Warsawa để làm đối trọng. Như vậy, thế giới đã hình thành hai khối kinh tế, quân sự đối lập nhau. Cả hai khối đều tiến hành chạy đua vũ trang để tăng cường sức mạnh của mình. Một đặc trưng của chiến tranh lạnh là những cuộc xung đột mang tính cục bộ giữa hai cực Xô Mỹ và hai khối Đông Tây. Trong giai đoạn này, hầu như mọi cuộc chiến tranh, xung đột ở các khu vực khác nhau trên thế giới đều có sự dính líu trực tiếp hoặc gián tiếp ở những mức độ khác nhau của sự đối đầu giữa hai cực Xô Mỹ. Tiêu biểu như cuộc chiến tranh Triều Tiên từ năm 1950 đến năm 1953, chiến tranh Đông Dương từ năm 1954 đến 1975, chiến tranh Trung Đông năm 1948, hay những đối đầu căng thẳng ở Cuba và hai nước Đức. Ngoài ra, cuộc chạy đua vũ khí hạt nhân hay cuộc chạy đua vào vũ trụ cũng thể hiện sự đối đầu về khoa học công nghệ của hai siêu cường Xô Mỹ.
Cuộc chạy đua vũ trang trong chiến tranh lạnh đã khiến cho hai nước Xô Mỹ gặp rất nhiều khó khăn để duy trì thế cân bằng chiến lược. Những khoản chi phí quân sự khổng lồ đã khiến hai nước mất dần ưu thế cạnh tranh về kinh tế với các nước khác. Những nhân tố đó đã thúc đẩy xu hướng giảm bớt chạy đua vũ trang và hòa dịu trong quan hệ Xô-Mỹ. Từ những năm 1970, quan hệ Xô-Mỹ đã chuyển từ đối đầu sang đối thoại để giải quyết các vấn đề trong nước và quốc tế. Ngày 2 tháng 12 năm 1989, tại Manta, Tổng bí thư Đảng Cộng sản Liên Xô Gorbachev và Tổng thống Mỹ George Bush đã có cuộc gặp gỡ không chính thức. Trong cuộc gặp này, hai bên đã chính thức tuyên bố chấm dứt tình trạng chiến tranh lạnh kéo dài hơn 40 năm giữa hai nước. Sau thời kỳ chiến tranh lạnh, sự sụp đổ của Liên Xô và khối xã hội chủ nghĩa Đông Âu khiến cho nước Mỹ trở thành siêu cường duy nhất trên thế giới. Ngày nay, Hoa Kỳ là quốc gia đứng số một thế giới về kinh tế và quân sự, có sức ảnh hưởng lớn, sâu rộng nhất trên thế giới. Hoa Kỳ là thành viên quan trọng của hầu hết các tổ chức toàn cầu lớn, giữ vai trò sáng lập cũng như thường xuyên là quốc gia có mức đóng góp tài chính nhiều nhất. Mặc dù là một quốc gia tiên tiến, phát triển cao, xã hội nước Mỹ hiện đại cũng phải đối mặt với nhiều thách thức như sự chênh lệch giàu nghèo, thất nghiệp, nạn xả súng bừa bãi cũng như quản lý súng đạn lỏng lẻo, bất bình đẳng xã hội, nạn phân biệt chủng tộc vẫn còn tồn tại, nhập cư bất hợp pháp và chi phí y tế giáo dục đắt đỏ.